Quý vị và các bạn đã đến với kênh video phụ tùng phụ kiện của Đèn Máy Bình Sơn. Có lẽ hiện tại là cái thời điểm mà mọi người sử dụng cưa rất là nhiều. Đúng, đúng. Và sử dụng nhiều nhất trong đúng, năm. Hợp lý. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sắp Tết nhất rồi, vừa phải nấu bánh chưng này và vừa phải dọn dẹp sân vườn làm sao gọn gàng để các bạn sắm sửa đón Tết. Còn cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Và để góp một cái niềm vui nho nhỏ và không để gián đoạn cái không khí hào hứng Tết thì mình giới thiệu đến mọi người một trong những món phụ kiện để các bạn có thể được hưởng cái niềm vui Tết trọn vẹn nhất, và đó chính là bộ hơi của máy cưa xích và cưa xích Estin MS180. Tuy nhiên cái bộ hơi này là bộ hơi AIP, tức là hàng lô, không phải hàng chính hãng. Nope. Nhưng với cái mức giá thì các bạn hoàn toàn có thể dễ tiếp cận và có thể thay thế, sửa chữa cũng như đảm bảo máy vận hành được ổn định nhất. Với cưa Estin 180 ấy, thì nó là phân khúc công suất nhỏ, cho nên là đa số bà con sẽ sử dụng để chỉ là để cắt tỉa cành này, để cắt củi. Và cũng một vài cái lý do khách quan dẫn đến hỏng cái bộ hơi này, và các bác không biết là tìm kiếm mua ở đâu được. Và đối với một số bác thì để mua những cái bộ hơi xịn ấy, hàng chính hãng ấy, giá nó cũng khá là cao và khó, và đối với một số người thì khó tiếp cận. Chính vì một số nguyên nhân đấy thì mình giới thiệu đến mọi người cái bộ hơi này để cho mọi người có thêm đánh giá cũng như là có thêm lựa chọn để sử dụng hợp lý nhất. Bây giờ mình sẽ tháo sâu ra đi để cho các bạn có thể đánh giá qua được. Đây mình xin sâu ra. Bên trong của nó là có một lớp bao thôi, nhưng mà mình không thích bao, mình bỏ ra rồi. Đây, bên trong một bộ hơi này, mình giới thiệu là bộ hơi này sẽ có đủ nhá. Về các bạn chỉ việc thay thế và sử dụng sang thôi. Có bộ thứ nhất là xi lanh này. Tiếp theo là có một quả piston này. Có một cái chốt ác này. Có hai xiếc măng và hai cái phe. Bộ hơi này thì nó sẽ không có cái bi ác nhá, bi ác để bắt vào đây thôi nhá. Nó chỉ có đây, nó chỉ có những cái bộ như mình sâu ở đây thôi. Ok, mình sẽ đi vào chi tiết để cho các bạn có cái đánh giá khách quan hơn nhé. Đầu tiên là về thương hiệu nhé, bộ hơi này là bộ hơi của AIP. Đối với cái thương hiệu AIP, bên mình cũng đã review khá là nhiều một số những cái dòng sản phẩm hơi hoặc là điện của máy cưa hay máy cắt cỏ, cũng khá là nhiều mẫu. Bên mình cũng giới thiệu và cũng sau một vài video giới thiệu về những cái sản phẩm đó thì các bạn cũng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. Và bên mình cũng làm lâu năm trong cái ngành này rồi ấy, cho nên là cũng đảm bảo với các bạn là sản phẩm của AIP cũng rất là tốt và các bạn có thể yên tâm khi sử dụng. Về cái phần lan tản nhiệt, các bạn nhìn thấy này, không phải các bạn nhìn là mình sẽ quay để cho các bạn có thể nhìn qua video, là cũng khá là dày đấy ạ, bộ hơi khá là dày vì cái phần lan tản nhiệt này. Tiếp theo là về những cái phần đường nét nhé, nó không có bị gợn, bị ghê tay đâu, tức là nó không bị có bị via đâu, mình sờ rất là êm, rất là mềm. Tất cả những cái gợn góc cạnh này, những cái phần chi tiết này gia công thì nếu mà những cái nhà máy người ta không trau chuốt, người ta không để ý thì hay bị những cái bộ phận via và các bạn sờ vào nó cảm giác nó ghê tay, các bạn sẽ thấy ghê. Tuy nhiên mình sờ vào những cái góc cạnh này rất là êm, không có bị via hay gì cả. Bên trong bộ nòng mạ cũng rất là tốt nhá, rất là sáng. Và đối với dòng cưa này thì nó là hai xiếc măng nhé, cưa Estin 180 thì hai xiếc măng. Theo như mình đánh giá qua thì chất lượng cực kỳ ổn đấy ạ. Và đối với những bác nào đang sử dụng máy cưa 180 rồi thì theo như mình thấy là lựa chọn này cũng hoàn toàn hợp lý. Bởi vì để mà các bạn mua một bộ hơi hàng xịn ý, giá nó cũng khá là cao. Tất nhiên là mình không nói đến chất lượng, bởi vì hàng xịn thì chất lượng nó đảm bảo rồi. Tuy nhiên tùy theo khẩu vị của các bác mà. Có nhiều người thích ăn miếng ngon, miếng to, tuy nhiên có nhiều người thích chỉ ăn miếng vừa và vẫn đảm bảo được. Chính vì vậy thì mình cũng giới thiệu đến để cho các bạn có những cái lựa chọn khác nhau. Và với cái mức giá mình sẽ để bên dưới phần mô tả ấy, các bạn có thể tham khảo và hoàn toàn có thể lựa chọn thay thế. Vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu qua về cái bộ hơi của máy cưa Estin MS180, và bộ hơi này là của thương hiệu AIP, để cho các bạn có thêm lựa chọn này cũng như là một số đánh giá khách quan của mình về chất lượng và sản phẩm này. Nếu các bạn có nhu cầu có thể liên hệ ngay đến Đèn Máy Bình Sơn. Giá chi tiết của sản phẩm mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay nhớ đăng ký, tiếp tục ủng hộ kênh video phụ tùng phụ kiện. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.